Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Và đây là tập 3 của Tu Tiên Chi Lộ ha. Ở tập trước mình đã dọn dẹp và đã xây được một ít, thì ở tập này mình sẽ xây cho nó đầy đủ hơn ha. Sau khi bọn này nó gọi là đập đá xong hết rồi, trưởng môn đang đi về. Đây, nhân vật chính của mình đang gọi là làm việc chăm chỉ nha các bạn. Hiện tại thì tụi nó cũng đói ha. Có lẽ mình sẽ cho nó ăn thêm âm khí đan. Đây, từng đứa một. Cái này một cái dược phẩm gì đó khôi phục, tự động khôi phục đồ đó. Ăn xương uống khí giống như là người tu hành đó nha. Ok, mình tu nhanh bớt nè. Ok, giường là vẫn nó đủ ha. Thiếu nước, nói chung là nó chưa tới lúc làm việc. Ồ, ta thấy Trung làm dưới ta. Hiện tại thì con nhân vật trưởng môn của mình nó đang rất là yếu, cho nên là nó vẫn chưa thể nào bay nhanh hơn được ha. Cho này nó hiện dấu đỏ này là có nghĩa là mình tới gần nó sẽ quýnh mình rồi nha, nó sẽ cắn mình. Nên cẩn trọng. Ok, mình nghĩ để cho an toàn giết luôn một hổ đi. Luôn, không vậy đi. Chắc à có hai hộp đá cụ nát. Hay rồi. Ok. Nhạc đã nổi lên. Rồi, mình sẽ chỉnh âm thanh và cái nhỏ tí, sợ nó to quá nó ác tiếng nói mình. Rồi, đây nè, mình sẽ chỉ nhanh cho các bạn nè. Cái này là xuất bản vẽ ha, mình chỉ cần lưu lại một cái chỗ nào đó, ví dụ như là phòng ngủ thì nó sẽ hiện như này đó. Và lúc mình xây nó sẽ hiện ra là không các bạn đó, nhưng mà cái này nó đang xây bị thiếu á nha, cho nên là nó bị lõm nè. Chắc chưa xây. Okay, mình để cái này để mình vẽ hết lại. Thì mình cũng đã làm sẵn những cái bản vẽ của mình, như là bếp nè, rồi sản xuất nè. Ok, mình xây bên này đi, sản xuất bên góc này. Thêm một cái sản xuất nữa là rèn sắt rèn gỗ rồi đó. Mình sẽ làm sàn nhà khác cho nó dễ nhìn, sàn nhà đây đi cho đơn giản đi. Đó, cho nó xuống dưới đây luôn. Tiếp theo là mình sẽ làm một cái bản vẽ của bếp. Thì các bạn cứ làm theo mình này nè. Mình xây sao thì các bạn cứ xây theo mình cũng được. Sàn nhà mình cũng sử dụng sàn nhà loại đó luôn cho dễ nhìn. Hiện tại là trong này nó bị thiếu hỏa đồng đỉnh, hỏa đồng giác liệu. Giác liệu thì vào đây. Hỏa đồng đỉnh thì trong này. Đó, 4 x 10 là 40, dư sức ha. Hàng tinh đỉnh không biết được nhiều rồi, 60. Đó, các bạn cứ xây theo thế này cho mình thì nó sẽ chắc chắn là sẽ được đại cát. Thằng trưởng môn lịch luyện lâu giờ đó, như nó cũng có vẻ hơi lắng ha. Mình sẽ bỏ cái bên này, mình xây bên này vậy. Đó, vậy đi. Bỏ kho này làm lại nhà kho từ đây xuống đây bí tịch thôi. Ok, tiếp tục thì mình có lẽ mình sẽ sản xuất thêm một cái thanh tầm và hổ đi, một cái tăng cao tâm trạng nè, làm thêm cái nữa. Cái này luôn đi, tâm trạng tốt là mình sẽ làm hết cho trưởng môn ở đều hả. Đó, tiện thể mình sẽ xây luôn cái phòng cho cái tàn kịch cát này, cho nó che nắng che mưa lại. Đừng quên là thêm đèn vô cho nó sáng nha các bạn. Xây hình như lố, xây ra dưới đây mới đúng đó. xóa khu vực trên này đi. Rồi. Canh cát bao nhiêu đây là đủ á. Thằng Dũng ông mình sắp về rồi. Sẽ sắp cái phù mà xài. Phù xịn đó. Ở đây bao gồm có 2 cái thạch hạp, 4 thạch hạp. Hơn không ta? Ok, mình sẽ đập hết luôn. À, 6 cái nè. Ngon, có thạch hạp là ngon rồi. Mình sẽ kiếm thêm vài cái bí tịch hỗ trợ. 8 cái, tuyệt vời. Đây là bản đồ, toàn bản đồ đại lục Tu Tiên. Chỉ có một phái Võ Đan này là Vũ Đường nè, đó là Võ Đan phái á, là nó thân với mình thôi. Còn lại là mấy thằng phái này là thuộc dạng trục lập. Rồi, trưởng môn sắp đi về. Mình sẽ làm một cái khu vực nhà kho ha, cho nó tập hợp tất cả những thứ cần thiết vào trong này. Chừng bị bí tách trước ra nè, chừng luôn một liệu nè. Đó, còn chỗ này sản xuất liên tục đi. Để rau thứ 20, 21 mình bán được ha, lúc nào sản xuất cũng được. Này đi điều tầm đi ha, để xem. Ồ, mình hồi gì vậy? Chơi thôi. Mấy cái này nhập kho chưa ta? Như là rồi đúng không? Toàn bộ nhập kho rồi thì bây giờ cứ xài thôi. Chẳng hạn như là mình cần trước là cái trương nhạc phù nè. Đó, nói chung mình cần phù chứ. Còn đan thì từ với siêu hồn đại pháp nè. 2 cái này là cần thiết ha. Về cái điều tâm này thì cái tâm cảnh này nè. Đó, các bạn đọc đi. Nói chung là khi mình tu luyện á, nó sẽ tục tâm cảnh. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ học trên phù để mình vẽ ra những chiếc phù cần thiết. Ví dụ như là một cái dĩa văn phù nè. Cái này sẽ cần lúc mình mà đột phá đó, mình cứ vẽ cho nhiều lên. Có thể trên này là mình để phù luôn cũng được, hay là để đâu ta? Tạm thời là gom nó về bố cái này đi, cho nó chuyên. Trên này chỉ cho nó chuyên về phù thôi. Đó, nó đem gọn vô ha. Tắt phù, phách phù đi. À rồi, mình cần xây thêm một cái nữa, đó là cái phòng u phách nè. Nhưng mà thay vì cái này thì mình phải xây một cái lò rèn. Đó, xung quanh là xài mộc trang trí. Đó, còn công dụng của u phách như thế nào thì đại khái là nó sẽ thành phẩm cho pháp bảo sau này. Ok, tiếp tục mình vẽ phù cần thiết. Chu công cái này thì cần là mình sẽ vẽ một nét thôi. Ok, ráng đi một nét được nhất có thể. Ở dưới nó tách ra thì chịu rồi, phải đi 2 nét. Đó, 3 nét, 4 nét, 5 nét rồi vậy đi. Làm nhẹ 15 tấm đi, sau này sử dụng nhiều quá. Đó, các bạn thấy rồi đó. Cái này nó cần nước ha. Mấy cái lò rèn nó cần nước nè, cho nên mình phải xây giếng nè. Trong này nó có một cái lưu nữa nè. Hiện tại là mộc vật liệu thiếu luôn á. Ok, sản xuất thêm mộc vật liệu, hỏa đông vật liệu, tông thạch vật liệu, hạt tinh vật liệu luôn. Hạt tinh vật liệu chắc xài nhiều quá. Sau này cần xây cái phòng để cho cái phòng lạnh đó mà. Giết thằng này xong rồi mình phải để thức ăn nữa. Với cái phòng tủ lạnh. Đó, cái này sẽ tăng tích lực. Tích lực là cái mà mình ngủ sẽ lên. Cái này mà tụt hết là cảm xúc tụt theo, cho nên bắt buộc nó phải ngủ. Cần phải ngủ. Thì hiện tại mình chưa có nhiều bùa tu luyện, thì mình xài tạm bùa đó trước đi. Vẽ xong làm cái. Đó, ví dụ vậy. Còn cái bọn kia thì ngoài môn đệ tử thì cứ thằng nào cũng xài. Đi đâu bạn? Chứ lậm mấy cái này vào tăng tầm cảnh à. Chế tác vật phẩm, cái này cần một cái này cũng cần luôn ha. Cái này cho bọn ngoại môn nó xài này, nhưng mà mình lười vẽ cái này, mình vẽ rồi ha. Mình sẽ vẽ nhanh lại đi. Mình sẽ làm vài cái buổi chế tác vật phẩm cho mấy đứa làm bên thợ rèn á, hai đứa đi, hai cái để nó chơi, ví dụ nó chế vũ khí, nó chế gì đó nó sẽ tăng cao lên. Để xem nhân vật chính đang làm gì. Ok, nhân vật chính đang xây dựng cách rất là miệt mài và tỉ mỉ. Thì trong cũng đồ đạc coi, đồ đạc cũng xịn ha. Nhưng mà sau này tao cho bằng đồ đỏ hết, kiết sát đao mà, tao quên kiết đao môn mà. Rồi, thôi để nó vậy đi. Bắt đầu là từng thành một, làm lấy thân, thần cần phục, chu công mới đúng, và thần cần phục. Làm cái gì băng là tào lao á, còn này nó đang đánh nhau giữa cột. Trưởng môn thì đang bay tới, quên, trưởng môn thì đang bay tới giải cứu nè, nhưng mà tu hành giả thần bí thì nó đã lo rồi, nó lấy pháp bảo nó quýnh tới làm gì đây, xong đi về chán chưa. Bị thương này, bị hổ nó cắn hồi bị thương ngay, mình cũng không sao đâu. Nghĩ thôi nhiêu đây được rồi, bỏ đi. Cái phong ngư phù này cũng được nè, tăng sản lượng thu hoạch nông sản nè. Mình sẽ vẽ lại xem thử nó có cao hơn không. Nói chung cái này hơi nhiều nét nè các bạn. Chật chà, nó đứt nét, chuột nó bị nhạy, nó bị lờn. Chắc chấm làm 12 tấm. Và phong nhiêu phụ thì cũng ok, nhưng mà sản lượng thu hoạch, sản lượng với mổ từ từ mình xài cũng được. Thu hoạch nè, hoặc là giết mấy con này nè, đó mới cần. Chưa phải lúc thu hoạch cho nên không cần, kệ nó vậy. Bây giờ mình cần làm việc tổng thể là chính. Phải vẽ thêm một cái phù trường nhạc phù, giảm tốc độ suy giảm của điểm giải trí nè ha. Ok, mình sẽ vẽ nhanh tập 5 lá cho mấy thằng đệ tử sau này. Vẽ xong mặc vô luôn, mang vô luôn. Còn phù nào nữa không ta? Nó đi ngủ rồi. Khi mà mình có bùa chu công á, thì nó sẽ giảm cái này xuống, giảm tiêu hao cái tinh lực xuống, thì mình sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn. Chỗ này đang tụt lên lại ha, thiếu 2 cây. Ok, hòn phủ đao mình định quyền sở hữu, tu hành luôn em. Đại cát hầu như là đại cát hết ha. Cái này chưa đại cát lắm, thì mình có thể giờ bỏ cái này đi rồi. Nói chung tất cả đều đầy đủ, bỏ đi. Mình sẽ làm việc trong này hóa 10 lần, tông 10 lần, mộc. Hiện tại đang cần mộc thì ưu tiên mộc và nhấn ưu tiên. Chỗ gỗ này thì cũng tiểu cát quá, thiếu 2 cây mộc ta. Tụi nó có đi chặt cây không vậy ta? Chặt rồi nè, đây đặt làm nhẹ 2 cái đèn hàng vô là nó sẽ gọi là lên cát thôi mà, so easy. làm thêm cái sàn nhà đó cho nó sạch sẽ. Có thể làm full luôn đi, nhưng mà các bạn cẩn thận ha, ngay cái này là cự ngân hành nè, các bạn xóa bỏ với mình đó, trong thằng là chặt cự ngân hành. Quên lỡ ấy quá trời. Ok, đi điều tầm tí đi, và sẽ là lượm thêm cái gì văn phòng vào. Mùa xuân thì thích hợp cho hệ hỏa đó, nó là vậy, cho nên là đột phá hơi thấp. Rồi mình sẽ tiện tay mình xây nốt luôn cái phòng tu luyện. Các bạn nhớ gọi là xây sàn thì cẩn thận ha, chứ không thôi là nó chặt cái cây á. Nóc thì không thành vấn đề, đèn lồng là thủy nè, chờ nó có phòng thủy một tí. Còn mình để gần đi. Rồi thất sát mà cung tao có làm gì tụi mày đâu. Đó, mày xem sức mạnh của hổ yêu bằng nó. Đây gọi là hit and run nha các bạn. Pop 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 pop. Quá yếu. Ok, mình có nghe nói là nếu mà mình xây một cái mộ, tôi cho mộ ngay đây đi, thì nó sẽ mộ để dưới đây được. Sàn rất là cẩm thạch luôn nha cưng, để mình chôn gọi là người của tụi nó, thì một phái nó sẽ gọi là bớt hiệp khích với mình hơn. Một phái mình cũng biết đó, nhưng mà thật ra nó tấn công mình mà. Sau khi lục loại thì mình mai táng nó thôi. Tao chơi đẹp vậy còn gì. Quả đánh tao mà tao còn phải mai táng mày nữa, khổ quá mà. Theo mình nghĩ thì mình làm full mộc luôn đi. Đó, vậy đi, cho nó làm thoải mái. Này không là đại cát thì cũng cát rồi hả. Tổng thạch giác liệu đang gọi là thiếu. Họ đồng đủ, mình chuyển sang tổng thạch đi. Xem sao tường nữa à. Sao tường đi nào. Sao tường ở đâu? Thợ rèn 69, 62, thợ rèn sao tường. Đó, vậy đi. Chứ hiện tại là mấy cái này mình đã đập hết trơn rồi. Thành công là giờ không cần nữa đó. Mấy cái cút bứt đi cũng được ha. Còn không để đập mấy cục này. Giải phóng. Không phải giải phóng mà là mình sẽ quy hoạch cho nó sạch sẽ lại. Rồi, bỏ này đi. Nói chung là việc chuyên cần ha. Quả là mình. Ok. Hôm nay là ngày thứ bảy. Hiện tại là cảm xúc tâm cảnh là 80 ha. Mình sẽ tắt một cái chẳng hạn cái này hay cái này, bút vào. Đó, nó sẽ đẩy lên, tại vì cái này nó bút lên tới cộng 51 điểm lần, đột phá 3 thành. What the fuck, cái bà đó cứ đột phá, cứ tạch nhiều lần nó sẽ lên thôi mà. Ok, mọi thứ đang đi vào quỹ đạo rất là tốt. Mình xây cũng... Oh my god, ở chỗ này nó vẫn chưa được đại cá. Chưa dọn dẹp à? Hay là chỉ chuyển nó vào đây luôn đi. Hỏa nó sẽ kích thổ lên. Này vẫn chưa để cát, what the hell. Có thể là do mấy cái vật xung quanh này nó làm mất đại cát nha các bạn. Ủa, tạch rồi đúng không? Nhìn là biết rồi. Nhưng mà không sao, lần sau mình đột phá nó sẽ thành công dễ hơn. Và mình sẽ tăng một cái linh thạch cho nó hồi phục nhanh ha. Hồi phục nhanh lên khí đó mình đột phá tiếp. Đó, trong lúc nó hồi phục mình gia tăng điều khiển tiếp. Rồi bắt đầu mình sẽ đi đột phá bên cạnh tiếp. What the hell, 4 thành. Thành à, quan trọng là tâm cảnh thôi các bạn ạ. Tiếp tục tu hành nào. Mình đang cần nó đột phá full lên nè. Để xem, đây nó gồm về để coi 2, 4, 6, 8, 10, 13 rương, tuyệt vời nha các bạn. Đột phá tiếp tục. Đẩy tầm cảnh lên 5 thành. 5 thành thì chưa được. Thôi điều tầm đi. Ok, thì có lẽ clip cũng hơi dài, mình sẽ kết thúc clip tập 3 tại đây nha các bạn. Rồi chào các bạn.